Hãy gom 5 tài khoản chứng khoán và đăng ký trở thành cộng tác viên của eBroker. Bạn phụ trách mở tài khoản và nhận hoa hồng. Chúng tôi phụ trách tư vấn đầu tư và hỗ trợ khách hàng. Cộng tác viên nhận hoa hồng từ 15 cho đến 25% phí giao dịch. Xem thêm thông tin chi tiết và đăng ký làm cộng tác viên tại website đầututudau.net, hotline 0981084636. Xin chào mừng anh chị và các bạn đến với kênh Đầu tư từ đâu. Chúng ta bắt đầu với phần nhận định thị trường phiên ngày hôm nay. VN Index đóng cửa tăng gần 5 điểm, thanh khoản chỉ có 11.000 tỷ. Như vậy là mức tăng rất là ít, cộng với cả thanh khoản thì cũng không có cái sự gia tăng nhiều. Và cũng củng cố cái vị thế mà chúng ta đang tính toán là có khả năng là chỉ số chung sẽ không có được cái sự bứt phá quá mạnh mẽ, tức là đi ngang tăng nhẹ và mỗi ngày có thể chỉ tăng 5-7 điểm rồi lại điều chỉnh. Tức là chúng ta tăng tính toán có khả năng là sẽ mất một khoảng thời gian từ giờ đến cuối tuần, dao động trong biên độ VN Index từ khoảng 1.235 cho đến M20 là bây giờ là 1.258, dao động trong cái vùng này. Thì tất nhiên khi mà chỉ số đi ngang thì thanh khoản chắc chắn sẽ phải co lại rồi, thì như thế mới tốt. Bởi vì là ở vùng tích lũy thì thanh khoản giảm càng kiệt, thì điều này thể hiện là áp lực bán đang yếu dần đi. Và khi mà áp lực bán yếu dần đi với dòng tiền gia tăng dần thì cái khả năng có thể tăng được ở phía sau thì nó sẽ dễ hơn. Chúng ta quan sát tiếp diễn biến của sức mạnh thị trường. Thì khi mà thị trường chỉ số đi ngang và tâm lý chung đã được cải thiện, sức mạnh thị trường đã chuyển sang trạng thái mạnh dần, đường xác suất tiếp tục duy trì trên đường trung bình 10, MA10 và tỷ suất sinh lời bình quân nếu tính 5 ngày gần nhất là dương 2,5%, và chắc chắn rồi các nhà đầu tư là cũng cái tâm lý nó cũng đỡ hơn. Chỉ có điều là chúng ta thấy là thị trường đang phân hóa rất là mạnh giữa nhóm cổ phiếu ngoài VN30 và nhóm trong VN30. Sức mạnh của nhóm VN30 nếu chúng ta quan sát trên công cụ sức mạnh thì thấy rằng là vẫn đang trong trạng thái yếu dần. Chúng ta thấy là nó tạo ra hai cái thái cực khá là lớn. Sức mạnh VN30 thì xác suất của nhóm đầu tư trong nhóm VN30 bây giờ vẫn nằm dưới, mặc dù đã có sự tăng nhẹ cải thiện tạo cái đáy sau, xác suất đáy sau cao hơn đáy trước, nhưng vẫn chưa cắt lên được trung bình 10 ngày và bình quân lãi lỗ theo vốn hóa 5 ngày gần nhất thống kê lại thì chúng ta thấy là đã có sự rút chân lên, tức là bắt đầu giảm ít hơn nhưng vẫn âm 0,2%. Thì có thể sang đến phiên ngày mai nhóm VN30 sẽ có cái sự cải thiện hơn, bởi vì có những cái yếu tố như thế này thì có thể từ ngày mai sẽ chuyển từ trạng thái yếu dần sang chờ xác nhận. Thì chúng ta đang thấy rằng là nhóm cổ phiếu VN30 đang hoạt động kém hiệu quả hơn. Thì cái câu chuyện này chúng ta cũng đã chia sẻ từ những phiên trước là có khả năng là nhóm vốn hóa lớn, do là các nhà tạo lập cũng lo ngại là nếu mà nhóm này được mua vào mạnh rồi lên mạnh, nó sẽ ảnh hưởng đến chỉ số nhanh chóng tiến về vùng trên 1.300, và ở đây gặp áp lực bán và tâm lý của thị trường chung sẽ lại điều chỉnh. Nên đâm ra chúng ta thấy rằng là ở điều kiện thị trường hiện tại, có thể nhóm vốn hóa lớn không cần thiết là tăng mạnh, cũng tôi nghĩ là cũng đang rất là tốt. Bởi vì là chỉ có điều là khi mà thị trường chưa có cái yếu tố đồng thuận giữa các nhóm cổ phiếu như thế này thì cái việc lựa chọn cổ phiếu của chúng ta nó sẽ khó khăn hơn. Nhưng tôi nghĩ rằng là ít ra là trong điều kiện thị trường hiện tại, tôi nghĩ còn dễ chọn hơn so với cả giai đoạn trước. Đấy, mạnh dần là chắc chắn là sẽ khả năng thành công của chúng ta sẽ cao hơn, trừ phi chúng ta tập trung vào nhóm VN50. Nên tôi khuyên rằng là nếu mà anh chị muốn tạo ra một cái xác suất thành công cao thì tạm thời chúng ta đầu tư các cổ phiếu tránh cái rổ VN30 ra, thì tôi nghĩ sẽ mang lại xác suất thành công cao hơn. Thì chúng ta thấy rằng là nếu mà chúng ta không chọn trong nhóm VN30, ví dụ như kể cả trong nhóm VN50 nhá, anh chị thấy là cùng nhóm điện giai đoạn vừa rồi tăng rất mạnh, nhưng ví dụ một cổ phiếu trong rổ VN50 là trường hợp của Pao vẫn cứ loay hoay, như hôm nay cũng xanh rồi, xanh 2%, nhưng thực ra chúng ta thấy so với các cổ phiếu điện khác thì không bằng. Đấy, lên từ quanh khu vực 14, bây giờ lên đến 14.5 thì khoảng được hơn 2% một chút. Trong khi đấy những cái cổ phiếu điện thì giai đoạn vừa rồi cũng lên cả chục phần trăm rồi. Nên đâm ra là chúng ta lưu ý là chúng ta nhìn thấy rằng là nó có cái sự khác biệt. Hay như là hôm nay có những cái cổ phiếu bất động sản khu công nghiệp như là GVR hưởng lợi từ
cũng lên 2%, nhưng chúng ta phải biết là thực ra bản chất là nó ăn theo. Cái cổ phiếu hôm nay tăng rất mạnh trong nhóm bất động sản khu công nghiệp là trường của BCM và Bicamex, thì cổ phiếu này đã được khuyến nghị trong công cụ khuyến nghị phí từ mấy phiên gần đây rồi. Đấy, chúng ta có thể lật lại, chúng ta xem từ những cái phiên mùng 13, tôi nhớ là 12, 13 đây, chúng ta có thể xem lại trên công cụ khuyến nghị phí để chúng ta thấy rất là rõ cái điều này. Tức là không phải hôm nay trần chúng ta mới thấy rằng cổ phiếu này bây giờ mới khỏe, mà là ví dụ đang hôm nay trần rồi thì hệ thống thậm chí còn chỉ cho khuyến nghị theo dõi thôi. Bởi vì với giá mục tiêu bây giờ chỉ còn khoảng 100, thế thì bây giờ dư địa tăng chỉ còn hơn 3%, gần 3% thôi, thì đây là cái điểm để canh bán chứ không phải để canh mua. Đấy, thì các anh chị cứ tưởng tượng như vậy. Thì cổ phiếu này ở trong nhóm tư vấn của chúng tôi thì cũng đã khuyến nghị từ trước đó. Đấy, chúng ta có thể xem lại từ những ngày khuyến nghị từ ngày 14 này. Đấy, trong mua một phần khi mà giá đang khoảng 91.5 này, hay như ngày 13 này. Đấy, giá 91 cũng cho mua một phần. Đấy, rồi là ngày 12 này. Đấy, chúng ta thấy từ giá 90 cũng cho mua một phần, tức là ở vùng đấy đã cảnh báo chúng ta là phải chú ý rồi. Ngày mùng 9 đấy, cũng dùng 89.8 cũng cho mua, tức là nó liên tục. BCM tôi nhìn thấy là khuyến nghị suốt từ cái vùng 88, tức là liên tục, tức là tại vì cổ phiếu BCM tôi cũng rất là ấn tượng. Thứ nhất là bởi vì nó nằm trong ngành bất động sản khu công nghiệp. Cái thứ hai là tôi vẫn hướng dẫn các anh chị là khi mà chúng ta quan sát cổ phiếu nào sẽ là đạt được hiệu quả tối đa thì chúng ta cứ nhìn vào cái phiên mà thị trường điều chỉnh sâu. Đấy, tức là cái phiên mà hôm mà chúng ta nhớ là VN Index điều chỉnh là ngày mùng 9 tháng 9 đúng không? Là cái ngày mà VN Index điều chỉnh rất là sâu. Thì mùng 7 thì chúng ta xem là những cái cổ phiếu nào nó không bị thủng MA20 thì những cái cổ phiếu đấy là những cổ phiếu rất là tiềm năng. Thậm chí sau đó thị trường điều chỉnh, kết thúc điều chỉnh các cổ phiếu đấy nó sẽ lấy lại ngay cái đường MA5. Thì thực ra là bắt đầu cổ phiếu BCM là đã có những cái tín hiệu từ cái ngày mùng 9 tháng 9 rồi. Đấy, nên đâm ra là đến giờ này rồi thì chúng ta cũng không có gì mà tiếc là bây giờ muốn mua đuổi cổ phiếu này thì thôi, giờ này đến lúc là canh bán. Nên chúng ta luôn luôn phải tập trung trong thị trường để đạt tìm kiếm các cơ hội và chớp thời cơ thật là nhanh chóng. Đấy, thì chúng ta thấy rằng là những cái cổ phiếu bây giờ trong nhóm VN30 như là GVR hay là như là bất động sản khác như là Novaland thì tôi nghĩ là hiệu ứng đi theo thôi. Nhưng còn ngày hôm nay thực ra là do BCM nó kích hoạt, nhưng BCM thì nếu mà có điểm mua thì phải quanh khu vực 90. Đấy, chứ còn bây giờ mà mua thì quá muộn rồi. Rồi chúng ta đi tiếp về thị trường phân hóa, tìm kiếm cổ phiếu khéo chọn là chắc chắn là sẽ có ăn thôi, chỉ quan trọng là chúng ta sẽ phải tìm kiếm. Đấy, công cụ khuyến nghị fit tôi đánh giá là làm cái cánh tay hỗ trợ rất là đắc lực nếu mà chúng ta biết sử dụng. Rồi chúng ta đi tiếp là bây giờ lựa chọn. Bây giờ thị trường chung là ổn rồi, chúng ta thấy là trừ cái nhóm VN30 ra thì tôi nghĩ rằng là cái hiệu quả nó không cao. Nhưng nếu mà chúng ta tập trung vào các cái cổ phiếu ngoài rổ VN30 thì tôi nghĩ là vẫn sẽ có cái cơ hội để ăn tiền. Đấy, tốt hơn thị trường chung. Vấn đề bây giờ lựa chọn theo cái chiến lược nào hoặc là cổ phiếu nào. Đấy, tôi coi như chúng ta không cần nhé. Chúng ta không cần phải có tin tức bảo vệ chúng ta là con này ngon lắm, cổ phiếu này ngon lắm. Chúng ta hoàn toàn sử dụng các cái tiêu chí. Các anh chị thấy trong các cái video cũng như là trong các cái buổi live stream thì tôi thường muốn đưa ra cho anh chị một cái tư duy rất là độc lập. Chúng ta sử dụng các cái dữ liệu để giúp cho chúng ta ra được một quyết định dễ dàng, chứ không theo cảm xúc hoặc là không nghe người nọ nghe người kia. Chúng ta làm sao mà đi theo một cái hướng như vậy thì nó mới lâu bền được. Đấy, thì làm sao hỏi ai mãi được. Đấy, thì anh chị lưu ý. Rồi đối với các cái chiến lược bây giờ thì chúng ta thấy là chưa, ngày hôm qua thì có cái chiến lược break đỉnh, nhưng bắt đầu break đỉnh đến vùng này thì nếu mà từ cái phiên này mà break tiếp là cũng khó, đúng không? Tại vì sao? Tại vì là đấy, chúng ta biết rồi, bây giờ biên lợi nhuận chỉ khoảng 5-7%, nếu mà break tiếp mà ai mua đuổi tiếp thì chắc chắn là xác suất thành công lại giảm xuống. Nên chúng ta lưu ý là trong các cái chiến lược bây giờ phía dưới chúng ta thấy là đáng chú ý nhất chính là nền giá tích lũy ổn định. Đấy, với xác suất 36% và vòng tròn màu vàng. Tất nhiên màu vàng thì không bằng được màu xanh, nhưng ít ra là trong điều kiện thị trường hiện tại là tốt nhất rồi. Đấy, thì chúng ta đầu tiên chúng ta nhìn xem là tổng hợp lại của 8 cái chiến lược bên dưới, 2 cái chiến lược danh mục đầu tư chung và dài hạn đối với cả những cái cổ phiếu mà chiết khấu sâu thì chưa có cổ phiếu nào cả, thì chỉ tổng hợp của 8 chiến lược thì có 24 mã, xác suất bình quân một tháng là 28%. Cụ thể cách đây 10 phiên khuyến nghị 27 mã, xác suất lãi chỉ 25,93%, như vậy thấp hơn bình quân, đúng không? Và
bình quân lãi lỗ là âm 2,14%. Như vậy chính vì điều này nên đâm ra là xác suất, vòng tròn xác suất chỉ có màu đỏ, bởi vì đơn giản là nó thấp hơn bình quân rồi là mua bình quân nếu mà chia đều vào tiền vào các mã thì bị lỗ. Đấy, và chỉ có điều là chúng ta thấy có một cái sự cải thiện là mặc dù là chưa tích cực lắm nhưng đang có dấu hiệu xác suất tạo đáy. Chúng ta thấy là xu hướng xác suất đang tăng dần. Thế thì với xu hướng tăng dần như thế này, có thể vài phiên nữa thôi là vòng tròn xác suất sẽ chuyển sang màu vàng rồi chuyển sang màu xanh, lúc đấy chúng ta càng dễ lựa chọn hơn. Đấy, thì bây giờ nó đang khó lựa chọn thì chúng ta có thể sử dụng, như chúng ta dùng các danh mục kết hợp, dùng danh mục tổng hợp này để chúng ta gọi là tạo ra danh mục kết hợp giữa danh mục tổng hợp và nhiều các cái danh mục khác nữa, thì ít nhất là 3. Đấy, thì chúng ta có thể tham khảo. Hoặc là theo như hôm nay thì tôi sẽ không lấy cái danh mục tổng hợp làm gốc, mà tôi sẽ lấy một cái danh mục mà đang hiệu quả hơn, tức là nền giá tích lũy ổn định làm gốc. Bởi vì bản chất là trong cái nền giá tích lũy ổn định, xác suất bình quân đang là 36%, rồi là cách đây 10 phiên chúng ta thấy là khuyến nghị 11 mã và cho xác suất lãi là 36,36%, đấy là cao hơn so với cả xác suất lãi của danh mục tổng hợp rồi, và nó cao hơn với bình quân của chính cái chiến lược này trong vòng 1 tháng, khuyến nghị trong vòng 1 tháng. Rồi là bình quân lãi lỗ thì mặc dù là vẫn âm nhưng chỉ âm 0,6% thôi, nó thấp hơn rất là nhiều so với cả tức là nó gọi là bình quân nó lỗ ít hơn so với cả danh mục tổng hợp. Như vậy là nếu mà chúng ta chọn cái sự kết hợp giữa danh mục nền giá tích lũy ổn định với những cái danh mục khác, chiến lược khác thì có khả năng sẽ mang lại hiệu quả cao hơn và xác suất thành công cao hơn. Đấy, thì hy vọng là với việc lựa chọn như vậy, kết hợp như vậy, đấy, chúng ta sẽ tìm kiếm những cái cổ phiếu trong danh mục nền giá tích lũy ổn định kết hợp với một vài các chiến lược khác để mà có được cái hiệu quả cao, nên là có thể xác suất tốt hơn, cao hơn 36%, có thể là 40 thậm chí 50%, rồi là tỷ suất sinh lời bình quân sẽ tốt hơn. Bình quân bây giờ đang của chiến lược này đang có khả năng là âm 0,6%, thì có thể chúng ta chọn kết hợp vào chúng ta có thể có lãi, nhưng tôi nghĩ rằng là trong điều kiện thị trường hiện tại chúng ta cứ nhớ là lợi nhuận có thể xem xét chốt lời nó sẽ rơi vào khu vực từ 7 cho đến 10%. Bởi vì là để tạo được một cái lợi nhuận như vậy, tôi nghĩ trong điều kiện thị trường hiện tại tiền nó đang yếu thì rất là khó mà tạo được lợi nhuận hơn. Đấy, nên anh chị cứ thấy là các cổ phiếu cho dù khỏe mấy thì khỏe, lên đến một cái biên lợi nhuận khoảng 10% sẽ gặp cái chốt lời rất là mạnh. Đấy, thì chúng ta lưu ý là sẽ không mua đuổi nếu mà nhìn thấy cổ phiếu đã lên 7-10% rồi. Thế thì có những cái sự kết hợp đây, chúng ta tìm kiếm những cái cổ phiếu ngoài trong nền giá tích lũy ổn định còn nằm trong các chiến lược khác như là Hoa Sen, BCG, PVChan, Nam Kim, ASM, DPG, C4G, đấy, cứ lớn hơn hoặc bằng 3, FIR, đấy, như vậy là chúng ta có khoảng 8 mã. Thế giờ chúng ta sẽ đi vào chi tiết từng mã, tại vì có cổ phiếu rồi, không có nghĩa là tôi có cổ phiếu là tôi mua ngay, tôi phải có cái điểm vào lệnh nữa, và điểm vào lệnh này kỳ vọng ở đâu này, cắt loss ở đâu phải rõ ràng, để mà sai thì tôi còn sửa. Đấy, thì anh chị lưu ý thế. Chúng ta đầu tiên chúng ta sẽ đến với trường hợp của Hoa Sen. Hoa Sen nhóm thép có vẻ rất là nặng nề nhỉ, đã quanh quẩn như này mà không thể bứt nổi. Hôm nay Hoa Sen hơi lùi về 18.1, nhưng tôi nghĩ là vẫn có thể xem xét được. Tức là nếu mà chúng ta đã có cổ phiếu ở quanh khu vực 18 và 18.1 thì không cần gia tăng. Nhưng nếu mà chưa có thì tôi cũng tính là có một cái tỷ trọng, nhưng tôi để ở trường hợp Nam Kim, tại mua từ trước đấy rồi, và giữa Nam Kim và Hoa Sen thì chọn một thôi. Tại vì tôi cũng không chờ tôi mua từ trước khi mà ngày chốt, nên ra là tôi vẫn ưu tiên là chọn Nam Kim hơn. Thế thôi. Nếu mà anh chị chưa có cổ phiếu thép nào thì có thể là xem xét trường hợp Hoa Sen. Đấy, mua ở quanh khu vực 18-18.1. Cut loss thì tôi nghĩ là bây giờ để hẳn vùng cắt loss ngắn hạn đấy, để hẳn vùng 16.5 hoặc là để ngay ở cái đường 20 đây, vùng 17.4 này, nếu thủng 17.4 thì thôi hỏng rồi. Đấy, còn nếu mà giữ được 17.4 thì chúng ta kỳ vọng nó có thể lên đến cái Fibo phía trên. Cái Fibo 0.5 bây giờ ở vùng 22.7 cơ. Đấy, thì rất là xa, cách rất là xa, thì hy vọng là nhóm thép có xung lực để mua lên để đạt thành giá đó. Nhưng tôi nhìn gần đây cũng hơi yếu, nhưng thôi, kiểu gì cũng phải có, tại vì nhiều khi dòng tiền vào rất là bất ngờ, chúng ta cũng không thể lường trước được, nên chúng ta cứ có một cái nền giá ổn đẹp đấy, tích lũy rất là chặt chẽ, thì nếu mà có sai thì chúng ta mua 18, cắt loss ở khoảng độ 17.4 thì mất cũng rất là ít thôi. Mà rõ ràng với điều kiện thị trường đang mạnh dần như này thì cơ hội chiến thắng của chúng ta tôi nghĩ cũng phải 50-60%, nên cũng không
việc gì mà chúng ta phải quá lo ngại. Đấy, chỉ có điều là nếu mà chúng ta cảm thấy vẫn chưa yên tâm lắm thì chúng ta điều chỉnh tỷ trọng tham gia. Ví dụ như là nhóm thép bây giờ tôi cũng để khoảng độ 10% về tỷ trọng NAV của tôi thôi. Đấy, thì đấy là một cổ phiếu trường hợp Hoa Sen. Trường hợp tiếp theo, chúng ta nói luôn trường hợp Nam Kim đi, cùng một nhóm trường hợp Nam Kim. Nam Kim thì vẫn chưa vượt được cái Fibo 0.5. Đấy, vùng 23.7 này gặp một lượng ngày hôm nay tường. Hôm nay tôi cũng tưởng tôi thì có mua hôm trước treo mua ở khớp ở giá 23 rồi. Thế hôm nay tưởng là bứt lên được thì đẹp quá, nhưng lại không bứt được, lại lùi về. Thế thì có thể nó lại phải tích lũy thêm. Đấy, tất nhiên là chặn dưới thì bây giờ tôi đặt đối với Nam Kim thì tôi vẫn để cut loss theo MA20. Nếu gãy MA20 vùng 21.7 thì thôi, lại phải cắt thôi chứ không còn cách nào khác cả. Còn nếu mà tích lũy thêm và vượt lên thì tôi kỳ vọng có thể lên sát cái vùng 27-28. Đấy, thì có thể là chờ cái tín hiệu tiếp theo của Nam Kim. Đối với cả chúng ta nếu mà thích mua thì tôi nghĩ vẫn có thể mua ở quanh cái khu vực như tôi đã mua là khoảng 23. Trường hợp là tiếp là trường hợp BCG. BCG cũng là một cái cổ phiếu rất là đẹp. Đấy, chúng ta đã khuyến nghị với nhau ở quanh khu vực 15.8 rồi. Thế thì cổ phiếu này đang gặp cái vùng cản, lên gần cái vùng cản 17.4, bắt đầu gặp cái áp lực chốt lời. Đấy, bây giờ nhà đầu tư kỳ vọng rất là ít, 3-5% là bán. Thế thì có thể với cây nến như ngày hôm nay có thể mai nhúng về. Đấy, nếu mà chúng ta thích trường hợp BCG thì chúng ta có thể canh mua ở khu vực 16-16.1. Đấy, kỳ vọng là có thể sẽ tạo đáy thành công ở vùng 16, sau đó thì đi lên tiếp và lần này sẽ tiệm cận vùng 17.4. Đấy, thì từ 16-17.4 thì tôi thấy cũng đâu đó cũng tạo ra mấy khoản lợi nhuận khoảng 7%, cũng rất là đáng hấp dẫn. Trong điều kiện thị trường hiện tại tôi nói với anh chị cứ 7% là hấp dẫn rồi. Tại vì cái vùng 16 chúng ta mua là trong cái nền giá tích lũy rất là đẹp. Đấy, và cổ phiếu này đã được kiểm chứng cái sức mạnh của cổ phiếu hoặc là cái lực mua của cổ phiếu qua cái phiên ngày 7/9. Đấy, cổ phiếu này trụ được cả cái ngưỡng MA5 và MA20. Rồi, còn cut loss của BCG vẫn phải có cut loss ở dưới là ngưỡng 15.4. Trường hợp tiếp theo là trường hợp PVTran. PVTran đang có cái điểm lùi về thì tôi nghĩ là nếu mà thích trường hợp PVTran thì tôi nghĩ có thể treo lệnh mua ở khoảng 22. Đấy, trong cái nền giá tích lũy ổn định, cut loss thì tôi sẽ nghĩ là dâng lên theo MA20. Bây giờ MA20 khoảng độ 21.45 thì chúng ta có thể cut loss ở 21.4. nếu mà gãy cái 21.4 thì canh bán lệnh mua là 22, và kỳ vọng cổ phiếu này tôi nghĩ là nếu mà đẹp là tạo đáy trên 21.75, tức là trên MA5, sau đó đi lên tiếp lên cái ngưỡng 23.8-24 thì có thể chúng ta chốt lời ở quanh cái vùng đó. Rồi, trường hợp tiếp theo là trường hợp ASM. ASM, BCG đều là những cái cổ phiếu đang hưởng lợi từ cái câu chuyện là năng lượng, đúng không? Nhóm điện là các anh chị lưu ý là cũng một số các research, tức là những cái báo cáo phân tích cho thấy là nhóm thủy điện năm sau sẽ không cái lợi nhuận không được tốt lắm, nên khả năng những cái cổ phiếu nhóm điện như là điện gió, điện khí khả năng cao sẽ đạt được cái lợi nhuận tốt ở trong năm sau, tại vì sẽ phải được bù đắp so với cái thủy điện. Nên ra là đang các cái nhóm ngành năng lượng đang được kỳ vọng rất là lớn, thì chúng ta cũng có thể lưu ý trường hợp ASM. Đấy, thì ASM thì đang chuyển dịch một phần sang vấn đề điện gió đấy. Thì đối với ASM thì sau khi vượt được đường Fibo 0.382 thì đang có tín hiệu nghỉ tích lũy. Đấy, thì chúng ta quan sát kỹ vùng này, có thể đợi tích lũy xong. Đấy, xong xuôi sau đó mua. Thì nếu mà tích lũy thành công xong, tạo đáy ở tốt ở trên khu vực 17 thì tôi nghĩ là cái điểm đến tiếp theo có thể cổ phiếu này sẽ tiến được về cái vùng 19-20, nên chúng ta lưu ý thì có thể tận dụng cái nhịp sóng để chúng ta canh mua. Còn nếu mà chúng ta muốn là mua cái theo cái không mua chờ tích lũy xong mà muốn mua ở trong cái pha điều chỉnh, tại vì với cây nến ngày hôm nay điều chỉnh thì có thể dư địa ngày mai điều chỉnh tiếp. Thế thì nếu mà chúng ta tính đón ở cái mua ở giá điều chỉnh thì chúng ta có thể mua ở quanh cái khu vực khoảng 16.8. đấy, thì hoặc là lùi xuống một tí đường MA5 đang ở khoảng 16.5. Thế thì chúng ta có thể treo mua từ 16.6-16.8. Kỳ vọng là gì? Cổ phiếu này sẽ tạo đáy thành công trên MA5, sau đó đi lên bứt khỏi cái Fibo 0.382, tiến về cái
Fibo 0.236 trước cái câu chuyện nhóm điện cũng đang được hưởng lợi rất là mạnh từ dòng tiền kỳ vọng ngắn hạn trên thị trường. Thế thì ASM tôi nghĩ là có thể đặt như vậy. Còn cut loss của ASM thì chúng ta có thể đặt theo đường, tôi nghĩ là cứ để khoảng quanh cái khu vực đường MA100 tại cái vùng trước đó nó tích lũy rất là mạnh ở vùng này, tích lũy rất là chặt chẽ ở khu vực quanh 15.9. nếu thủng 15.9 thì mình phải canh xử lý, chứ còn nếu mà giữ được 15.9 thì chúng ta cứ kỳ vọng quanh cái vùng 10, có thể non một tí thì khoảng 18, nhưng tôi nghĩ là có thể hoàn toàn đạt được 19-20. Rồi trường hợp tiếp theo là trường hợp DPG. DPG thì cũng đang trong cái nền giá ở quanh vùng này thì tôi nghĩ là cũng có thể xem xét được đấy. DPG thì có thể xem xét mua ở quanh giá khoảng 50.5, 50.6, 50.7 cũng được. Đấy, chấp nhận tối đa là 50.7 thì cổ phiếu này có thể tích lũy thêm ở quanh cái khu vực 50.5, sau đó lấy đà để lên cái vùng tiếp theo là vùng 55.8. đấy thì cũng đã tạo ra một cái biên lợi nhuận khoảng 10%, nên tôi nghĩ là có thể xem xét được. Và cut loss của cổ phiếu DPG thì chúng ta có thể để cái ngưỡng là 47.3. C4G. C4G đang gặp cái ngưỡng cản Fibo 0.5, vùng 14.3 đang chắc là cũng đang muốn lấy đà để vượt qua được. Đấy, thì dòng tiền hôm nay co lại thì gặp cái lực cản như vậy mà áp lực bán lại giảm đi. Tất nhiên lực mua thì rõ ràng là lực mua thì chắc chắn là nhiều nhà đầu tư e ngại ngưỡng cản này, nên đâm ra là chưa mua mạnh, nhưng chúng ta thấy áp lực bán cũng không phải là quá cao, nên tôi nghĩ rằng là có thể kỳ vọng cổ phiếu này đi ngang 1-2 phiên nữa và lấy đà bứt lên. Thế thì nếu mà trước đấy thì chúng ta đã khuyến nghị với nhau là nếu mà mua được ở cái vùng 13.9 là đẹp nhất. Thế thì bây giờ nếu mà trong trường hợp chưa kịp mua 13.9 thì tôi nghĩ là có thể xem xét mua quanh cái giá tham chiếu ngày mai, tức là có thể xem xét mua quanh cái giá từ 12.14.1 cho đến khoảng 14.4, thì tôi nghĩ ở cái vùng giá đấy thì có thể chấp nhận được và kỳ vọng là cổ phiếu này tích lũy thêm vài viên tại cái vùng ở phía dưới đã rất là chặt chẽ rồi, cái nền giá coi như là nền, gần như là nền phẳng đấy, và khi mà bứt ra khỏi được cái 14.4 này là hoàn toàn có thể tiến về cái vùng 17.3 đấy, có thể non một chút xíu nữa thì 14.4 cho đến thậm chí là 16.5 thôi đấy, thì chúng ta cũng thấy là tạo ra một cái biên lợi nhuận là cũng hơn 10% rồi, thì tôi nghĩ là C4G là cổ phiếu chúng ta nên chú ý. Rồi cổ phiếu gì nữa đây, trường hợp cuối cùng là trường hợp FIR. FIR thì chúng ta đã nói chuyện chia sẻ với nhau từ hôm trước rồi, liên quan đến vấn đề là nền giá, tức là xu hướng về trung hạn của cổ phiếu đã lên một mạch đấy, bám sát đường MA100 lên một mạch luôn đấy, suốt từ thời điểm tháng 6, tháng 4, tháng 5 năm 2021 mà lên một mạch đến giờ này, tức là hơn một năm trời. Và với cái các cái nền giá, chúng ta đến nền giá như là nền số 1 này, nền số chúng ta cứ tính là nền số 2 đi, nền số 3 này, và với nền số 4, tức là liên tục lên 4 nền giá rồi thì rất là khó để mà bứt phá tiếp. Đấy, nên đối cổ phiếu FIR thì thôi chúng ta bỏ qua. Đấy, tại vì nền giá nó cao quá và rất là khó có thể thành công được trong ngắn hạn. Có thể cổ phiếu này chỉ đơn thuần ở đây là yếu tố giữ giá thôi. Đấy, và với cái yếu tố giữ giá như vậy, và chúng ta phải hiểu rằng là trong nhiều khi trong quá trình đầu tư chúng ta thấy là giữ giá nhiều không tốt. Muốn cổ phiếu lên được nó sẽ cần phải có một lực cầu tiềm năng, và muốn lực cầu tiềm năng thì đôi khi sẽ cần một cái pha rũ cổ phiếu trước khi mà nó tăng mạnh. Đấy, và thường những cái lúc rũ như thế là những cái lúc rất là quan trọng đối với cổ phiếu, chứ không phải là cứ cổ phiếu cứ lên rồi giữ giá cứ lên. Tất nhiên là mới lên đến nền giá số 1, số 2, thậm chí số 3 giữ giá là rất quan trọng. Đấy, tại vì thực ra cổ phiếu tốt không có lý do gì chỉnh sâu, nhưng bắt đầu đến những cái nền giá số 4, số 5 mà tiếp tục giữ giá nữa mà không để cho có cái sự thay máu, nhất là khi chúng ta thấy là một cái xu hướng tăng trung hạn đã kéo dài đến thậm chí là đến hơn một năm rồi, thì thực sự là không nên. Và khi giữ giá như vậy nó rất là khó tạo ra những cái lực cầu tiềm năng ở trong tương lai, nên đối với cả FIR chắc là chúng ta sẽ gác lại. Rồi ok, như vậy là chúng ta cũng chia sẻ những cái cổ phiếu đáng chú ý nhất rồi. Đấy, thì bây giờ chúng ta cứ tập trung xoáy sâu vào những cái cổ phiếu mà như tôi vừa chia sẻ. Đấy, hoặc là chúng ta có thể là tìm một cái sự kết hợp khác. Chúng ta có thể là nếu mà chúng ta thích
đà tăng mạnh vốn hóa lớn thì chúng ta có thể tìm cơ hội ở trong này. Thì bây giờ ví dụ đà tăng mạnh vốn hóa lớn chỉ có một trường hợp đạm Cà Mau thôi, hay là chúng ta thích một cái chiến lược liên quan đến, có nhiều anh chị là thích là đà tăng mạnh có tăng trưởng cao, thế thì chúng ta có thể tìm một cái sự kết hợp trong cái chiến lược đà tăng mạnh có tăng trưởng cao, tức là kết hợp với hai hay ba chiến lược khác đấy, ví dụ như là đấy cũng xuất hiện DPG, cũng xuất hiện Nam Kim đấy, thì chúng ta có thể kết hợp đấy, hay như là trong chiến lược này có NT2 này, CSC, DigiWorld đấy, thì chúng ta hoàn toàn có thể là kết hợp nó với các cái chiến lược khác để chúng ta tạo ra tìm kiếm cái điểm mua tối ưu. Nhưng sau khi tìm được cổ phiếu rồi, các anh chị lưu ý là chúng ta phải tìm cái điểm mua tối ưu, tại vì không phải điểm mua nào cũng sẽ tạo ra lợi nhuận tối đa, tại vì bây giờ cái biên lợi nhuận nó ít quá, 5 đến 7, cùng lắm là 10% nếu chúng ta chọn được cổ phiếu xuất sắc đấy, và bình quân tôi nghĩ chỉ khoảng 5% thôi. Nên nếu mà chúng ta phải mua đuổi 3 đến 5% thì tôi nghĩ là thôi bỏ qua cơ hội đấy, hoặc là chờ nó tích lũy trở lại, hoặc là chờ nó điều chỉnh đấy lún về thì cứ để chúng ta mua sẽ tối ưu hơn. Thế nên hôm nay chúng ta sẽ dừng cái buổi chia sẻ hôm nay tại đây thôi. Thì nếu mà các anh chị mà còn cảm thấy khó khăn thì có thể liên hệ với chúng tôi đấy, mở tài khoản với 4088 của eBroker, rồi là tham gia vào các nhóm tư vấn trong phiên giao dịch, tham gia các khóa đào tạo. Ngày hôm nay là tôi có buổi đào tạo thực chiến ấy, thì nếu có anh chị nào mà kịp đăng ký tham gia, hoặc nếu chúng ta lỡ thì chúng ta đăng ký khóa xong diễn ra vào tháng sau, để làm sao mà chúng ta được trang bị đầy đủ kiến thức để giúp cho chúng ta chủ động có thể ra quyết định đầu tư và có thể đạt đến thành công. Rồi, cảm ơn các anh chị rất là nhiều. Hẹn gặp lại các anh chị vào những cái video tiếp theo của kênh Đầu Tư Từ Đâu. Và anh chị đừng quên đăng ký kênh của chúng tôi để có thể cập nhật được những video sớm nhất.